Trung tâm điện tử Hành Phương xin vui mừng gửi lời chào tới tất cả các bác. Rất là vui thì ngày hôm nay thì anh Phương này lên sóng và giới thiệu các bác về một quả súp điện GRF Bát 30. Con này thì nó là hàng gọi là rất là hay và chất lượng âm thanh thì cực kỳ tốt. Trong những bộ cấu hình âm thanh thì các bác thấy rằng là không thể thiếu được tiếng súp. Nếu như các bác nghe nhạc hát karaoke muốn nghe sâu tiếng thì đây là những sản phẩm cần thiết nhất cho bộ dàn. Loa các bác chú ý cho em là dù loa đắt loa rẻ, thậm chí các bác mua một đôi loa rẻ nhưng khi các bác nắp thêm súp vào thì nó vẫn hay hơn là khi mua một đôi loa đắt mà không có súp. Đấy là một kinh nghiệm, bởi vì thực ra là loa đắt nó cũng không xuống được đến những cái dải sâu như súp nó đánh được. Cho nên là bác lưu ý cho em là lên ghép thêm súp. Những quả súp các bác nhìn cái chất xịn của nó này, thùng vỏ gỗ bạch dương rất là chắc chắn, thiết kế thì mặt bo rất là đẹp và gọn gàng, GRF với công nghệ của Mỹ. Đấy, con này thì rất là hay các bạn. Các bạn nhìn cái vỉ đằng sau này, cái cách thiết kế của nó thì cực kỳ đẹp và chất lượng. Nếu như hàng xịn các bác chỉ cần nhìn cái cấu hình cũng như cách thiết kế của nó này, các chữ nghĩa nó trông nó nét và nó rõ như thế này. Đấy, dải tần của nó đánh khá tốt các bạn. Công suất khởi động của nó sẽ là 150W một quả này. Công suất cực đại của nó lên 350W. Có đầy đủ các cổng tín hiệu. Đây là vặn to nhỏ của tiếng súp này. Đây là cắt dải tần của tiếng súp này. Đây là nút đảo pha này. Đường tín hiệu đầu vào, hai rắc bên trên đỏ trắng này. Rắc đầu ra đây. Đó. Và các bác nhìn thấy những cái dòng súp xịn nó có cả câu chi đầy đủ luôn này. Công tắc nguồn này. Đường tín hiệu đầu vào này. Đó. Đánh ở trở kháng 8 ohm. Độ nhạy 93 decibel. Đấy. Các bác quan sát thấy là độ xịn của hàng. Thùng vỏ thì cực kỳ mới và đẹp. Đây bát đây các bác này. Đấy, bát 30. Hàng xịn bông tiêu âm, các bác nhìn nó chất lượng âm thanh nó cực kỳ hay các bác. Một con này hiện tại đang có giá chỉ có 5.800.000 đồng là chúng ta đã có một con súp này rồi. Và con súp này thì chắc chắn rằng là nó vượt xa tầm mong đợi các bác. Cũng như là nó nếu mà những dòng súp mới bán trên thị trường hiện nay, một số cái dòng gọi là súp hãng ấy, thì chắc là không có cửa so với bọn này. Nó đánh qua hai cửa các bác này. Cửa này là cửa mặt này, cửa này là cửa hầm này. Cái vách ngăn của nó ở đằng trước này, các bác nhìn cái độ chất của nó từ cái con ốc này trông nó xịn này, trông nó khôn ra mặt luôn các bác. Đấy, từ cái tem cái hàng nó rất là chất lượng. Đấy, bác nào mà không gian không quá rộng và muốn có tiếng súp hay thì các bác đầu tư cho em quả này các bác nhé. Hiện tại thì nhà em đang về được 4 quả đã được lau chùi sạch sẽ, đẹp, xuất sắc như mới. Chơi dòng này không bao giờ hối hận các bác nhé. Nói đến dòng súp bãi, một khi các bác đã nghe loa bãi và súp bãi rồi, các bác mới thấy rằng là những cái hàng bãi chúng ta bỏ tiền ra mua đúng cái giá trị của nó, chứ không phải là như hàng mới. Các bác mua ví dụ như hàng mới giá trị của nó là 60% thì các bác phải bỏ ra 100%. Tức là mua nhập vào 6 đồng thì các bác phải bỏ ra 10 đồng để mới mua được cái dòng mới. Nhưng mà với hàng bãi thì giá trị của nó 10 đồng thì các bác chỉ bỏ ra 5 đồng thôi. Là các bác đã mua được hàng bãi rồi. Tức là chúng ta chỉ bỏ ra số tiền một nửa so với giá trị thực tế của nó. Với những cái quả súp như này mà các bác mua thì chúng ta thấy rằng chỉ có 5.800.000 đồng bao ship. Còn giá tại cửa hàng là 5.500.000 đồng các bác nhé. Anh em nào đầu tư thì alo cho em với số máy 0971998555. Cam kết bao hay, bao xịn cho các bác, bao zin các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất nhiều ạ.